nhan nhản luôn. Hình này không đúng rồi. Chắc có mười mấy đâu có hình này. Nhưng mà clip nào cũng nghe gọi thầy, nghe cái giọng là biết cái thầy rồi. Nhưng mà kêu gọi điện là không dám. Đây là cái trang giả mạo nè. Lễ trước hay chưa? Nếu bật lễ trước thì họ mới giúp. Vậy Facebook là để là đăng bài thôi, không có liên hệ với ai qua Facebook. Facebook của tôi không có để là pháp sư giải bùa, không có để cái đó. Cái đó đó. Vợ ma không á. Đây có phải thầy coi cái Facebook thầy không? Em thấy nhiều lắm. Không. Nhan nhản luôn. Hình này không đúng rồi. Chắc có mười mấy. Đâu có hình này. Nhưng mà kiểu rất là nhiều like với lượt xe người ta kiểu không biết á. Nó giống cái số điện thoại vô. Không, nếu như số điện thoại trên kênh mình là đúng, còn nếu như làm tạo trang khác mà phải số điện thoại của mình chắc chắn. Có nghĩa là nhiều khi họ lấy số điện thoại của thầy nhưng mà gọi nhiều quá. Người ta để là cái này là Facebook của tôi không có để là pháp sư giải bùa, không có để cái đó. Và không có để là cái dòng thời gian là liên hệ qua số thầy không được thì nhắn tin trực tiếp cho thầy qua Facebook của thầy. Đó, nhắn tin là hay thầy á. Là không đúng. Đã gọi mà còn nghe không được. Lúc mà kêu gọi điện, tại coi clip nào cũng nghe gọi thầy, nghe cái giọng là biết cái thầy rồi. Nhưng mà kêu gọi điện là không dám, không dám nghe. Kêu rồi là... cái dòng thời gian lại để dưới nè, giải bùa, ngải, thư yếm. An Giang Việt Nam. Không đúng rồi. Tôi đơn giản, không có chuyện đó. Nè, nó mới lấy clip mình đó nè. Với lại Facebook là để đăng bài thôi, không có liên hệ với ai qua Facebook. Đúng rồi, không liên hệ qua Facebook đâu, chỉ đăng bài thôi. Nhưng đây mà bây giờ mới nó... một Facebook thôi còn. Bây giờ nó gạt quá, con không dám đăng, con không dám mà ấy nhiều. Dạ. Đây là cái gì? Đây. Đây là cái trang giả mạo nè. Thầy Trung An Giang pháp sư giải bùa, liên hệ qua số điện thoại thầy không được thì nhắn tin gì nè. Tôi chỉ là không nhắn tin gì hết á, chỉ là liên hệ trực tiếp số điện thoại thôi. Rồi dòng thì cái dòng gì dưới để là giải bùa ngải thư yếm gì, tôi không để đó. Clip tôi rất là nhiều. Chuyên lấy clip này nè. Để đăng nè. Chuyên lấy clip bên mình. Ừ, chuyên lấy clip bên mình để đăng. Đăng để gạt. Đây quý vị coi cái kinh này cẩn thận nha. Nè, lấy clip tôi rất là nhiều. Hôm bữa cũng liên hệ với Lê Hậu và cũng xém chuyển tiền cho cái kênh này ha quý vị. Thì mời chị chia sẻ về cái tình trạng đó để mọi người tránh. Chị bị sao? Chị bị nó gạt sao đâu chị kể nha, sao ra. Thực sự ra là em thấy chồng em như vậy em cũng lo. Sau đó Được quay anh. Bây giờ nó đang bóc post nhiều lắm. Rồi, anh nói, chị nói đi. Có nghĩa là em thấy lúc mà ảnh ở Phi về, ở Phi thì em mới coi thấy cái thầy này rồi, trời hay quá. Thì lúc đó ảnh mới bay về chỗ... Ở Philippines ha? Dạ. Lúc đó thì hay quá. Thì có chị đó nhắn cho em kêu là nhà thầy Trung là ở đường số 16 chợ mới, đường số 16 chợ mới, hẻm gì đó, em không nhớ rõ. Xong rồi kêu em là bây giờ xuống đi rồi cái gì chờ thầy đó. Thì chồng em mới thiệt thà mới bay về tới cái chỗ Long Xuyên á. Tới Long Xuyên luôn hả? Em xác định là về đó là đợi thầy, nếu mà tại vì cũng cần quá đó thầy, em chắc con ở một tuần hai tuần gì đó, nửa tháng thậm chí một tháng mà tính ở đó luôn. Dạ. Ở luôn hả? Em ở luôn, em đợi thầy đó. Dạ. mà liên hệ hoài không được. Dạ, em có nghĩ chắc nó chưa tới duyên thôi, mình ráng đợi chắc thầy cũng giúp nhiều người rồi đó. Thầy cũng bận bịu quá rồi, thầy cũng làm phước cho nhiều người quá rồi, mình không có chưa có duyên thôi ráng đợi. Em đợi hoài liên hệ người này người kia để họ cũng họ nói không đúng đâu trơn á. Họ nói là có đó là thầy rồi này nọ rồi, họ kiểu họ dắt với nhau đi vòng vòng vậy đó. Là mình nếu mà mình cả tin là mình chỉ tiễn tiền cho họ. Dạ. Cái lúc mà nhắn họ thì họ bảo là xin họ tên của chồng vợ rồi bị cái gì rồi thì theo bây giờ thầy cúng trước, chuyển trước khoảng $100, khoảng 2.3 triệu đó. Khoảng cúng giường trước khoảng 2.3 triệu. 2.3 triệu là khoảng đổ ra khoảng $100 đó. Thì người ta sẽ hỏi thầy tổ, lên hỏi thầy tổ rồi giúp giùm cho, rồi cúng trước, rồi 3 ngày sau rồi mới lên. Em điện được một vài lần thì họ nhắc máy là họ nói là có đặt tiền lễ trước hay chưa. Nếu đặt tiền lễ trước thì họ mới giúp.
vậy đó. À, dạ. Họ nói vậy ha. Dạ. Tức là có đặt tiền lễ trước, dạ, họ mới tới giúp. Dạ đúng rồi. Ừ. Rồi chị kể sao, chị bị lừa sao, chị kể đi. Thì em cũng nó cũng lừa vòng vòng lắm, bảy người gì đó cho em. Tức là nó có một tổ chức khoảng 5-7 người phải không? Dạ đúng rồi. Cái thầy vô cái Facebook của thầy, Facebook chính thức á, thầy xem có những người à, người ta cần, thực sự người ta cần, người ta giúp. Thì cái trong cái Facebook nó hỏi nhà thầy Trung ai biết cách liên hệ thầy Trung, thì cái người đó mới nói là inbox họ để họ hướng dẫn cho. Thì cái người đó là người lừa. Thì em cũng bị. À, bị cái người trực tiếp inbox. Đúng rồi. Có nghĩa là cái Facebook của thầy Trung á, thầy Trung An Giang. Facebook là hoa hồng hay gì đó để em coi lại. Nhiều lắm hả? Nhiều lắm. Là bây giờ nó quá xa ha. Tùm lum tùm la thì không biết đâu là thật luôn. Có cái bà kêu, bà nói với em á là cái bà này là hoa hồng à. Đó bà này nè. Nhưng mà em lỡ số tin nhắn là em rất là bực, em số tin nhắn rồi bà kêu á là thầy chữa giúp cho con của bà. Đâu gì? Nhưng mà chồng bà làm công an nên là không có cho quay clip lại. Em hỏi là clip đó thầy giúp cho chị cho em xem được không? Bà kêu không. Không được, để thầy liên hệ chứ còn bây giờ... Hoa hồng Facebook này phải không? Dạ. Rồi chị nói đi. Có nghĩa là bà nói là chữa cho con, thầy chữa cho con bà. Nhưng mà chồng bà làm công an nên là bà không có cho quay lại. À, bà nói gì ha? Dạ. Ui. Rồi chị bị cái này gạt lên như thế nào, bao nhiêu tiền? À, xong. Chưa chuyển tiền. Chưa chuyển tiền, còn cái... Xếm. Rồi cái pha tài khoản nào gạt gì nữa? Facebook là nhiều lắm thầy ơi, bây giờ không nhớ được hết luôn, nhiều lắm. Thật sự ra mình cũng cần nên mình đi kiếm á. Giả của thầy xong rồi giả của số điện thoại của anh Hậu nữa, tức là cho số điện thoại của anh Hậu nhưng mà thật ra số điện thoại giả của anh Hậu. À. Đó là kiểu giống như là cái nếu biết thầy bận á, là cái có những người số điện thoại giả là giống như thư ký của thầy là anh Hậu đó, giả anh Hậu á. Xong rồi nói là thế này thế kia rồi đặt lễ này nọ đó. Hỏi tại vì chưa đặt lễ, phải đặt lễ trước thì mới tới. Tại vì tôi nói thiệt luôn. Thằng Hậu thì nó không có cho số điện thoại với nó đâu. Và tôi cũng không, tôi với thằng Hậu chỉ có một số điện thoại gì đó thôi. 07-888-98-539 thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại trên kinh đó. Thì chắc chắn là chúng kinh của tôi và kinh chính thống của tôi. Còn tất cả những cái tin nhắn hay là cái gì đó là quý vị cẩn thận nghe, nguy hiểm. Nó gạt qua tin nhắn Facebook hay là cái gì đó, Messenger này kia thì cẩn thận. Còn kêu mà chờ mà chuyển thiền thầy tổ đó, đó tôi không có vụ đó nha. Ừ, tại vì á tôi á làm đó là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại thôi, là cái đó là tình trạng bệnh như thế nào thì tôi giúp được tôi mới nhận, còn giúp không được cũng không nhận đâu, chứ không phải mà giờ ai cũng mà gạt người ta nói chị kêu chuyển tiền trước ở đây không có gì. Tức là phải trước tiên là phải biết là tình trạng bệnh, kể cho nghe như thế nào đó mình ta chia sẻ bệnh tình của người ta thì mình giúp được mình mới nhận lời, còn giúp không được cũng không nhận lời đâu. Chứ đừng nó mở đó mà kêu này kêu nọ gì. Nhưng mà quý vị á, để tránh tình trạng là lừa đảo lừa gạt như hai vợ chồng của anh chị này thì cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại ở trên kênh 07-888-98-539 thì được rồi. Chứ còn mà liên hệ qua gì cái này cái kia nó vô đến inbox hay là nó đi gặp trợ lý hay là gặp này kia hay là số điện thoại của Hậu, chắc chắn là thằng Hậu không có số điện thoại đưa lên đâu. Chỉ có một muốn gặp tôi với thằng Hậu hay gì đó, một số điện thoại duy nhất thôi là số đó của kinh chính thống vậy thôi, mà đừng có mà nhắn tin thì kia bị lừa. Đúng rồi, cái người đó người ta kêu là trợ lý của thầy đó. Đúng rồi đó, tôi không có trợ lý nào chứ. Nói thiệt phần nữa xuống thì tại vì biết sao thầy ta gọi nhiều khi không được á, nói ta là viết cụ thể tình trạng bệnh của phần tin nhắn có gì thì số điện thoại kinh ta đọc được liên hệ lại để cho ta đỡ viết tình trạng bệnh qua phần tin nhắn hả? Nếu quý vị mà liên hệ số điện thoại mà gọi hoài không được đó, quý vị cứ trực tiếp nhắn tin qua tin nhắn của số điện thoại á, cứ đừng nhắn qua Zalo hay Viber Facebook gì chứ. Ở đó ở đây người ta sẽ coi lại bệnh rồi người ta nhận thì người ta sẽ được, người ta sẽ điện thoại lên liên lạc với chị hoặc liên lạc với anh chị cũng trực tiếp qua số điện thoại luôn, chứ không phải là số điện thoại nào hết á. Thì điện nhiều quá tại ngày ngàn mấy trăm cuộc gọi nên gọi không được rồi gọi khung giờ khác. Nhưng mà nếu mà nhắn tin thì nên nhắn qua số điện thoại, đừng nhắn qua một cái mạng xã hội nào nữa để người ta tránh tình trạng lừa đảo. Rồi yeah. Anh kể tình trạng bệnh lên đi. Lù bù quá, chưa móc gì về chồng chị. Xém ha, xém.
Dạ thì trước tiên là cảm ơn thầy Trung với lại anh Hậu với lại mấy anh em có tới đây giúp đỡ em. Thì trong mấy cái tháng vừa qua thì em cũng thấy nó nôn nóng trong người lắm. Mà gần đây thì có liên hệ với thầy với anh Hậu, nhưng mà cũng được thầy với anh Hậu là có sắp xếp rồi, em có nhắn qua mail có phản hồi rồi, nhưng mà không biết sao là không biết là em bị ngủ ám ma, em tưởng tượng nhiều quá hay như thế nào đó không rõ. Nhưng mà khi mà được việc đó thầy giúp, nhờ thầy là thầy anh Hậu đã đồng ý giúp rồi đó, nhưng mà sao tự nhiên có cái gì nó lấn cấn là cuối cùng là không có được, cứ vậy hoài. Các em bộ em mới nói là chắc là anh bị vậy rồi thôi, nó phần âm rồi nó vậy đó, nó quấy phá vậy thôi, bây giờ để cho vợ người nhà trực tiếp liên hệ thử như thế nào. Thì cũng may mắn là vợ em liên hệ được, chứ còn bản thân em mà em nhắn tin liên hệ hay làm cái gì đó thấy nó cũng trật, nó không có đúng đắn lắm, nó không có được. Còn bản thân em về cái tinh thần trực tiếp câu chuyện của em là cái đầu của em á bây giờ là nó không có được tỉnh táo, nó lơ lửng lửng á thầy. Nhiều lúc là mình biết mình ngơ luôn, ví dụ như là em đang nói chuyện với thầy nè, thằng tức là bây giờ cái đầu em nó vẫn không tỉnh táo. Dạ. Nó mất thần cũng khoảng 2-3 giây rồi đó. Là xong cái mình giật thằng lại. Dạ, nó liên tục như vậy. Còn cái đỉnh điểm gần đây nhất là em mở mắt và em đang sinh hoạt bình thường luôn. Tức là em thắp nhang thì tự nhiên có cái gì đó nó muốn lôi em là giục cái nhang với hộp quạt xuống. Thì em dằn lại, nó lôi em dằn lại. Nhiều lần như vậy. Rồi hai vợ chồng thì gần nhau thì nó hay có cãi vã xích mích mà có chuyện chút xíu à, nhỏ xíu không có gì hết. Thì em dặn vợ em ra thì em ra ngồi ngoài cái lan can. Em không mát thì em qua em ngồi ngoài lan can thì nó có cảm giác gì đó nó lôi em xuống, nhảy xuống lầu. Thì em mới sợ quá em mới kéo cái ghế sát vô phía trong cái kiến, sát cái khỏi cái lan can á, xích vô trong. Thì nó vẫn như vậy. Thì em ngồi em cảm thấy nó khó chịu quá, em mới sợ em vô trong. Vô trong thì những cái gì mà vật nhọn đồ nó có không dạng như nó là dao rửa đó thì em sợ. Mình biết như vậy mình mới dẹp hết một bên. Sợ là sao? Em sợ là sợ tự nhiên mình không kiểm soát được mình á, tự nhiên mình cầm cái mình sập cho người mình á. Em sợ vậy đó. Mà cái cảm giác sợ thì mình biết mình sợ, mình không biết như thế nào mà nó cứ lôi vậy đó. Thì em sợ em cắt mấy cái đồ nhọn, dao rửa là em cắt hết, em dẹp gọn người em hết. Thì em vô em thắp nhang, thì em thắp nhang thì em rửa mặt vô thắp nhang thì chưa thắp cây nhang thì em mới nói với vợ em là anh mệt quá. Thì em vừa nói như vậy thì nó có gì đó nó lôi em, nó giục nhang với hụt quẹt xuống. Nó cứ dằn tới dằn luôn như vậy. Cầm tự nhiên giục nhang quẹt chứ luôn. Dạ, còn cách đây khoảng 6 đến 7 năm á thì em có coi nhiều clip của thầy á, giúp cho mọi người thì em thấy cũng giống trường hợp của em. Nhất là giống như là mất đường âm á, thì trong đêm thì em có nằm thì em có bị mộng tinh, có dị tinh. Thì có giống như một con người phụ nữ đó, tự nhiên nó ập tới mình cái xong cái là tự mình xuất tinh. Dạ. Thì cái thời đó là nó trẻ, cách đây khoảng 6-7 năm hay chục năm lâu quá em cũng nhớ, nhưng mà gần đây thì em cũng có bị một lần hai lần gì đó. Em mới sợ quá em cũng đi tìm thầy. Em có nhiều em cũng đi, mà cái tính của em là hay đi tìm thầy am cốc rồi đó để mình biết cái tình trạng của mình đó. Em cũng giống như mình muốn tu tập này kia thầy. Đó, nó cứ vậy, nó khó chịu mấy. Thì em cũng có đi tới thầy này thầy kia nhiều, mà họ cũng nói họ giúp, rồi họ cũng khấn vái, rồi họ cũng có giúp cho mình, nhưng mà nó cũng không hết. Giúp sao? Họ làm sao? Dạ thì có một cái vị thầy thì em cũng tin về thầy này, nhưng mà giúp cho em cách đây cũng khoảng 10 năm rồi mà nó cũng không hết. Tức là thầy cũng nắng rờ bóp giống như thầy vậy đó. Rồi cũng có khắc thắp hương, khấn nguyện, rồi cũng có vẽ hình chữ vàng lên người vậy đó, lên trán, lên lưng. Và thầy cũng có đập cho người này đó. Dạ, thầy cũng có thổi với sau gáy rồi đó, thổi vô người rồi đó. Dạ. Rồi về thấy sao? Dạ, lúc đó thì nó nhẹ, nhưng mà về thì nó cũng tiếp tục như vậy. Những cái triệu chứng nó càng ngày càng nặng hơn. Càng nặng hơn nữa? Dạ. Tại biết sao nặng không? Dạ, không biết. Thổi binh vô, dạ. Nặng thêm nữa. Dạ. Rồi, anh kể đi thầy nào nữa? Dạ, thì trong quá khứ thì em cũng có đi, trước cái thầy đó thì em có đi một sư thầy này hồi xưa là cũng có tu, là tu trong giáo hội Phật giáo, nhưng về sau thầy tu trên núi á, là giống như là thì em cũng có cảm nhận chắc thầy này cũng có luyện binh luyện ngải. Trên núi nào? Ở trên núi ngoài Bình Thuận đó thầy. Dạ. Thì tối là thầy đó cũng có đọc kinh, đọc chú gì đó, rồi cũng có giống như đang nói chuyện với ai đó này nọ, thì thầy cũng có làm phép rồi này nọ. Dạ. Làm phép hả? Dạ. Sao anh biết họ làm phép? Dạ vì tại vì em chứng kiến, em thấy là tại vì người ta sai khiến được cái những cái người khác á. Giống như họ ngồi đây, thầy đó ngồi đây chung với em thì họ nói là sắp tới sẽ có người đi lên núi. Thì đúng là có người đi lên núi thiệt. Dạ, thì em cũng cảm giác được là quanh đó là thầy cũng có nhiều cái gì đó là em không hiểu, nhưng mà đón trước được cái thầy. Anh Minh hả? Dạ. Anh tức là anh cảm giác được có anh Minh không? Dạ. Anh cảm giác sao? Kể tôi nghe coi. Cảm giác sao? Cảm giác cho người anh sao? Sao biết có anh Minh? Dạ, nói thiệt với thầy là em cũng có học mấy cái môn huyền học á. Huyền học? Là giống như là kinh dịch rồi kỳ môn động giáp hay mấy cái môn khác đó. À. Khi em bị những cái đó thì em mới hoảng, thì em mới ngồi xuống em mới gieo quẻ. Gieo quẻ thì em cũng có đọc tính, nhưng mà cái giống như mình đang học hỏi, mình tìm tòi thôi.
thế mà anh thấy cũng có nghi nghi, tại vì nó nóng trong người lắm, lúc đó nó phừng trong người giống như là lửa đốt người mình vậy đó, khó chịu lắm. Cái đó, vấn đề đó tôi hỏi anh vấn đề đó tại dạ. Kể hết thì anh học cái gì, anh làm gì? Dạ dạ thiệt thì em cũng có không có tu tập gì nhiều, em cũng là có ngồi thiền, nhưng mà hồi trước nói thiệt với thầy là em thiền em cũng có gọi là bảo thủ cố chấp á. Tức là giờ này em rảnh em ngồi em thiền, có khi là 11-12 giờ đêm, 2-3 giờ sáng, 1-2 giờ sáng em ngồi em thiền. Nhưng mà thiền lúc đó thì cảm thấy nó an lạc, nó khỏe thiệt, nhưng mà khi mà thiền như vậy thì ngủ có đêm thì nó lại có chuyện xào xáo. Xào xáo là sao? Là trong 6-7 năm gần đây á, là em không có đêm nào em ngủ trọn vẹn như một người bình thường hết đó. 6-7 năm gần? Dạ, chứ nó dẫn đi lung tung hết cảnh này tới cảnh kia, liên tục như vậy đó. Dẫn thì sao? Dạ, cái cảnh nó chuyển liên tục thầy. À, nhưng mà cái thần thức anh còn tỉnh không? Dạ, thường thì nó mê nhiều hơn tỉnh, tức mê. Là dạ. Tức là anh đi nhưng mà cái thần thức anh vẫn còn mê. Dạ, nó dẫn đi đâu mình đi đó, kiểu vậy. Tức là có thằng thức có khôn không để mà nói tao không đi theo mày hay sao không? Dạ không, cái đó thì không có. Không có ha. Không có. Tức là đi dẫn đi theo à? Dạ. Nếu mê gái vậy, gái đi đi không? Có một cái vị đó thì cũng trẻ nhưng mà họ giỏi về mấy cái môn huyền học á. Họ mới nói em là bị ngủ ám ma. Tức là giống như mình cũng có thích tìm hiểu mấy cái đó thì nó chiêu cảm. Mà khi cái năng lượng mình xuống thấp, ví dụ như là cơ thể vật lý mình không khỏe mạnh á, máu lên não nó không đều là nó lưu thông không được. Và lúc đó nhiều cái chuyện cuộc sống nó tới mà mình cái tính mình lại hay mang vô trong người nữa. Là nó lại năng lượng mình xuống thì nó lại chiêu cảm cái phần âm nó tới. Là kết hợp thêm ở trong mình là bị ngủ ám ma, họ nói là ngủ ám ma giống như Phật giáo nói thầy. Là bị tưởng á, tưởng tượng ra đó. Thì em thấy là cái phần ngủ ám ma nếu như thật sự những cái người mà tu hành như tăng sĩ này nọ, những cái người mà tu hành thì họ bị, chứ còn em thì cũng đâu có tu hành gì nhiều đâu mà. Tưởng hả? Dạ. Không có tưởng mà là thiệt. Dạ. Không tưởng đâu. Tưởng là cái chuyện đó là chuyện chưa chân thật. Yeah. Mơ mơ màng màng. Yeah. Còn anh đó là thật trong người anh. Yeah. Chứ không có tưởng. Tưởng là mơ mơ màng màng ngủ, thấy hay là đang vọng tưởng một cái gì đó, hay là ông đang ngồi thuyền, ông vọng tưởng. Yeah. Còn anh đâu có vọng tưởng. Yeah. Trong người anh kiểm soát không được. Hiện tại anh ngồi đây và anh đang ngồi đây, anh đang hút thuốc với tôi. Yeah. Giống như là anh kể anh ngồi một cái lan can nào, anh sợ dao mát gì đó, anh dẹp dẹp cái hết. Yeah. Đó là thiệt chứ làm sao tưởng được. Dạ đúng, thì cái đó là em mở mắt chứ không phải nằm không phải không nằm. Cái đó là chân thật chứ không đó có ta, thật luôn, dạ. Chứ không ngủ ám ma vọng tưởng gì đó tôi không biết. Dạ. Nhưng tôi biết một điều, hiện tại trong người anh đang có tà trong á. Dạ. Nó thẳng gì là gì chứ không có vọng tưởng hay là không có mơ màng màng gì đó. Dạ. Phải chi mà ngủ hay là gì đó bị dẫn dắt, cái đó là mơ mơ màng màng. Nhưng trong người anh như vậy. Dạ. Tại sao mơ mơ màng màng? Tôi nói thiệt luôn, trong người có tà đi rồi biết. Dạ. Nhiều người á, họ chưa có trải qua cái cảm giác đó đâu. Dạ. Rồi họ nói bị thần kinh, bị tưởng, bị qua, bị tưởng tượng hay là bị gì rối loạn tâm. Dạ. Lý thì kia, triệu chứng rối loạn tâm lý không, đang kiểm soát được. Dạ. Và đang biết mình ngồi ở đâu, và đang biết mình ngồi nói chuyện với ai, và đang rất là bình tĩnh. Dạ, đúng rồi. Nhưng nó thiệt luôn, khi mà ma nó chạy trong người, nó chạy chỗ này, nó chạy chỗ kia. Yeah. Nó đau chỗ này, nó đau chỗ kia. Yeah. Nó chạy lên đây á, thì không bao giờ kiểm soát được. Yeah. Nó làm cái phần một cái là mắt dẹp cái linh hồn qua. Yeah. Tự động nó chiếm xác. Yeah. Nó làm đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà lúc đó mình không kiểm soát được. Yeah. Là anh đang bị tình trạng đó. Yeah, đúng chứ không phải là vọng tưởng hay là cái gì tưởng tượng hay là mơ mơ màng màng. Chân thật và rõ ràng, hợp lý. Chứ yeah. Không phải mà về vọng tưởng với dù thiền. Tôi nói thiệt luôn, cái cả thiền định cũng gì. Ngồi thiền định thứ nhất là không thể nào ngủ được rồi. Ha, yeah. không buồn ngủ là ngon được rồi. Yeah, nhiều khi. Cái thứ hai đó không để mơ mơ màng màng được. Yeah. Tức là khi mình ngồi mình xung quanh mình, đây là cái ly, đây là bánh hay gì đó. Yeah. Thì khi mà ngồi đó thì cũng sức ra đi hay là đi sâu vào đại định hay như thế nào đó. Yeah. Thì cũng biết mình đang ngồi đâu. Yeah. Không để cái gì dẫn dắt hết. Yeah, đúng. Thì vậy thôi, cái đó là tất cả là thật hết. Yeah. Không có nào bị vọng tưởng. Còn vọng tưởng đó mà ngồi thiền là điên. Dạ. Yeah. Anh kể đi tiếp đi cho người anh xong. Dạ, yeah, nói chung là nói về đó đúng học là cái gì, học cái gì kể cho hấp dẫn cái gì. Dạ. Yeah. Đây gặp ông thầy nữa rồi. Dạ. Yeah. Thật thiệt là em cũng mê mấy cái môn đó lắm, tại vì nhất là kinh dịch rồi đó, hay là tử vi rồi em cũng nghiên cứu đều hết. Nhưng mà không có sâu thầy, giống như mình cũng có mến mộ, giống như là không hiểu sao. Nhiều khi em cũng thích vậy quá rồi đâm ra người ta nói em thấy nó cũng đúng. Giống như là ông cứ tìm mấy cái đó, ông học đồ này nọ, ông mê mấy cái tâm linh rồi quá thì nó tự nhiên nó chiêu cảm ông, thì ông bị thôi chứ có gì đâu. Cái đó là cách vậy. Người ta nói. Dạ. Chiêu cảm mà. Dạ. Ủa anh mê tâm linh lắm à?
Dạ em mê thiệt này. Mê sao kể nghe. mê gì tao bên tâm linh môn phái nào hả sao kể nghe. Dạ em cũng giống như ý thầy nói, em cũng mê mà giống như là mình cũng lơ mơ như mù cho nó đi tìm thầy để học đó thầy. Em có nghe coi mấy clip của thầy á, là giống như có mấy cái vị mà họ cũng cư sĩ tại gia đó, họ cũng thích thú mấy cái này, họ tìm hiểu họ học này đó, rồi thấy người ta cũng học không tới nơi tới chốn, rồi bị bùa ngải rồi này nọ nó quật rồi này có. Em cũng sợ nên là không biết là mình là bị cái phần tâm linh ở đâu nó tới, hay là trong cửu huyền thất tổ, hay là do mình thích mấy cái đó quá rồi nó chiêu cảm, mà cũng không biết nguồn gốc nguyên nhân gì sao mà nó cứ. Anh học cái gì lững thững vậy? Anh học cái gì qua rồi em chưa anh ngồi thiền được phải không? Dạ em thiền. Thiền rồi anh ngồi thiền, anh ngồi sao nói tôi nghe coi. Dạ em thiền thì nói chung là em chỉ theo dõi hơi thở cho nó nhẹ nhàng, nó cũng như là thiền sơ đẳng vậy thôi. Đêm ngủ thì em cũng nằm em để tâm vậy thôi, chứ cái gì nó khi tới mình ngồi đó mình làm gì? Dạ tới thì em cũng có quan sát, ví dụ như nó tới cái gì thì em biết nó tới, em cũng thấy nó là ví dụ như tự nhiên nó bật phát cái suy nghĩ gì ra thì em theo dõi, em nói cái đó là nó cũng tự nhiên nó tới vậy thôi, mình cũng không biết nó tới đâu tới nhưng mình chỉ biết là vậy thôi. Mà ngồi có đọc gì không? Dạ không đọc gì hết, ngồi im ru vậy đó. Dạ, gần đây thì em có đọc. Đọc gì? Em có đọc cái câu chú của chú Lăng Nghiêm á thầy. Dạ. Chú Lăng Nghiêm ha. Dạ. Em sợ em có đọc chú Lăng Nghiêm. Tại sao đọc cái đó? Dạ thì bản thân mình cũng giống như mình tin tưởng thì mình đọc để cho nó hộ thân mình đó. Anh sợ phải không? Dạ em sợ. Anh ngồi thiền anh sợ sao được? Dạ không, lúc em thiền thì em không sợ gì hết. Ừ. Dạ nhưng mà bình thường mà em thức này nè, em có cái gì đó nó sự cố là nó giống như là nó bốc hỏa trong người mình, nó lôi mình làm này làm kia không kiểm soát được. Đọc. Em sợ em mới đọc. Nhưng mà anh nói anh có ngồi thiền anh có đọc không? Ngồi thiền thì em không đọc. Không đọc, im ngu gì đó. Dạ. Anh đọc cái đó chi? Dạ. Anh đọc cái đó đi chi? Đọc cái chú Lăng Nghiêm đi chi? Dạ thì cũng theo mấy thầy bên Phật giáo đó, họ nói nó có cái Long thần hộ pháp này nọ theo để mà phù trợ cho những người mà họ muốn tu hành đó. Em cũng tin. Yeah. Phù trợ cho những người muốn tu hành. Yeah. Thì trong kinh đó có nói đọc bao nhiêu ngàn biến, bao nhiêu vạn biến sẽ được cái gì đúng không? Yeah. Nhưng nó thiệt luôn. Cái đó đó chỉ là một vị Phật ha, để mà những người chai tịnh tinh khiết, tinh khiết, tham sân si, tâm khổ ý, không khởi không vọng, phải chơn, thì mới được những trong kinh nói. Còn tất cả mà vọng lên không chơn đó, mà vọng đó không được. Kể cả không được mà còn coi chừng mang hại, tôi nói thẳng luôn. Mang hại là biết lý do sao không? Thứ nhất là đọc của nó phá lắm. Cái thứ hai đó, đọc tới để gì? Chiêu mộ những một cái vị thần, những cái vị chư thiên tới hộ cho anh để mà đập đó, thì chắc chắn trong người anh nó đem anh đi sớm, nó quậy anh. Kể cả chú Đề Bi cũng vậy. Là không khác nào là thỉnh một vị chư thiên nào đó tới để hộ mạng, hộ pháp cho người đó, hộ mạng cho người đó để mà đập lại những một cái tà vong nào đó. Thì chắc chắn là trong người nó quậy đi, bắt đi lẹ. Mà những chú đó muốn linh đó là tâm phải trơn không vọng, tham sân si phải cắt đứt, tâm khẩu ý phải thanh tịnh thì mới đạt được. Chứ còn mà đọc, tôi nói tôi đọc 10.000 lần đó, tôi đọc 100.000 lần không bao giờ được. Đọc thì ai đọc cũng được, nếu mà đọc được 10 triệu lần hay là như đó thành Bồ Tát hay thành được gì đó thì người ta đọc đầy hết cái gì đó. Nhưng mà đâu phải dễ ăn. Dễ ăn gì đâu. Mình kể đi, học gì môn quyền học cái gì ông Nam nói nhiều quá, đâu đâu nói là tôi nghe coi. Ông này hấp dẫn nè, ông nói cũng kể nghe hấp dẫn. Dạ thì nhìn nó như pháp sư vậy ha. Rồi nói đi. Dạ thì em cũng mê đó, em cũng tìm hiểu học nhưng mà không có gặp thầy, rồi họ cũng không có giống như thầy nói, phải có minh sư với mình, vừa thầy mới vừa chia sẻ xong á. Nhiều khi mình đọc cái đó hay là mình cái đó là nó đúng nhưng mà phải tâm phải thanh tịnh, rồi phải bớt thân sân si rồi này nọ các kiểu, rồi là cơ thể mình nó thanh tịnh rồi nó mới tốt được, chơn không vọng được. Còn em thì em tìm giống như cũng giống như là mình đuôi mình mù, mình cứ mình cái tâm mình như vậy đó, mình đi tìm minh sư để mà họ chỉ cho mình á. Kể cả như em cũng mến mộ thầy lắm, nhưng không biết có khi nào gặp ông thầy Trung có duyên ổng chạy ổng dạy cho mình theo mình hầu ổng, hay là mình học được cái gì không giúp cho người ta không. Tôi dễ. Không gì hết. Tôi là tôi không có khó khăn gì vấn đề hết á. Yeah. Là anh em hỏi gì tôi chỉ đó, tôi biết gì tôi chỉ đó, chứ đâu có gì đâu.
có thể là trao đổi qua lại này kia như thế nào đó thì tôi sẵn sàng không gì chứ á. Giống như nãy giờ tôi đang chia sẻ với anh, tôi cũng nói thẳng vô vấn đề là nhiều người họ chưa có biết vấn đề đó đâu. Họ nghĩ là tôi đọc 100.000 biến dạng biến gì đó tôi được cái gì đó hay là tôi này kia đạt được cao thượng cao siêu gì đó. Không có chừng ha. Giọng lên một cái thôi, tôi nói thẳng luôn, miếng muỗng giấy thôi. Giọng lên một miếng giấy thôi mà khởi tâm mà giọng nhẹ thôi. Tới liền, vô minh tới, quỷ tới. Thậm chí tôi nói thẳng luôn, tôi từng bị, chứ đừng nói ai chứ á. Thò tay tới chụp liền. Nhưng mà lúc đó thì nó căng thẳng, có cái gì đó tiếp tục trừ nó ra. Chứ còn không có gì nó nhào vô là bắt đầu đứng dậy là lột quần chạy ra đường đi luôn. Cẩn thận nha. Em cũng đi, em cũng tìm người này người kia để họ thầy họ giúp cho mình, giờ họ chỉ và bảo cho mình đó. Còn cũng có thầy nói em là không phải là em cái ngã mạng gì mình, nhưng mà có người nói là giống như ông thầy đó nói em là cũng có cái duyên cái số, là tức là mình cũng có tu tập gì đó, rồi đại khái là giống như kia phân thân đạt ma bồ đề sư tổ rồi các kiểu này nọ. Em cũng nghe, em cũng biết vậy thôi chứ mình không tin lắm, mà để mình cũng cố gắng thử như thế nào. Gọi anh tìm ai học ai nữa kể nghe coi. Dạ, nhưng đa số em hỏi em học thì người ta không chỉ. Đa số anh tới em gặp người ta không chỉ. Anh hỏi cái gì? Anh hỏi em hỏi mấy cái chuyên sâu về mấy cái môn huyền học có thể họ không chỉ. Huyền học là cái gì ta? Chẳng hạn là cái gì? Dạ. Dạ giống như bát tự rồi đó anh. Dạ. Bát tự. Rồi kinh dịch rồi tử vi rồi đó. Kinh dịch tử vi số. Dạ. Ông học đó nè hả? Dạ. Em mê lắm thầy. Rồi ông này ông làm gì? Ông làm gì ông nói ông coi quẻ thì nó là gì ạ? Dạ giống như là một cái hiện tượng gì nó tới với mình mà nó bất thường tới với mình á, là mấy cái người đó họ có thể là họ ra quẻ được, họ biết cái chuyện đó là chuyện gì chứ họ đoán được. Là gà quẻ sao kể nghe, kể gà quẻ không à? Không kể tôi nghe gà dù gà quẻ coi. Dạ. Ra quẻ thì nó giống như em cũng không rành lắm, nhưng mà giống như môn kinh dịch thì giống như là tiếng quạ kêu hay tiếng người gõ cửa, giống như là gọi người ta gõ bao nhiêu tiếng là họ dịch ra. Dạ, họ dịch ra, họ thấy cái hiện tượng đó. Có gì đó nữa hả? Dạ. Tức là dịch ra ha. Dạ. Ví dụ người ta gõ cửa mấy tiếng là dịch ra là cái gì phải không? Dạ dạ. Họ bấm theo ở ngoài đó là tốt hay xấu, là điềm dữ hay lành rồi thế này thế kia vậy. Ông này giống như lưu bá ôm vậy thôi. Cái này giống chi như là chưa lưu bá ôm ha. Để tiếu gọi ông học từ Hán Nôm đó hả? Học cái gì nữa kể coi. Dạ vậy thôi chứ em cũng có học gì đó thầy. Dạ. Không, anh chia sẻ bình thường không gì đâu. Dạ. Cái nào hợp lý lên cắt cho rồi, yên tâm đi. Cái đồ để khùng khùng nha, mình nó lên chữ hàng mình thôi. Thích thú tìm hiểu, anh cứ tìm hiểu cái gì đó, anh cứ chia sẻ cho tao biết. Dạ. Nhiều người ta khùng khùng dữ lắm, yên tâm đi. Chia sẻ thôi. Dạ. Là không được cắt à, phải cho lên clip cho im đẹp chứ. Rồi anh nói đi. Anh biết được cái gì đó, anh học cái gì? Rồi ông nào dạy anh gì? Có dạy chui vô hang gì không? Dạ. Chừng nghe gắn chết đó. Tháng 10 gắn không đó. Không đó, rồi đâu nữa, đi đâu nữa? Em đi chùa chiền lên núi rồi cũng nhiều lắm thầy mà em. Đi tới đó thôi hả? Dạ. Chứ không gặp ai hết. Thì giống như cái tâm mình cũng khởi là mình cũng đi thích đi chỗ này, tới chỗ nào lạ thì em hỏi thăm dân địa phương đó là có thầy chùa gì họ ẩn tu hay là họ tu hành gì không, thì em tới tìm tới đó. Tự nhiên nó thích mình, nó lôi mình, cái cảm giác mình lại thích vậy. Thích gì? Em là thích mấy cái chỗ mà nó hoang vắng, những cái người nào họ giống như là Thiên Chúa hay là Phật giáo vậy, mẹ thích tu hành thì em tới chỗ đó. Ôi, thích hơn mấy cái chỗ mà có ngày bị chim mồi nó gạt. Dạ. Yeah. Dắt tới. Dạ. Yeah. Rồi vô đó đưa ngải vô. Yeah. Cái móc tiền đưa cho nó. Thậm chí đó có gì đưa cho nó hết đó. Yeah. Thậm chí vô mà ly nước uống thôi, rồi uống xong đó rồi không biết đường về luôn. À, cẩn thận nha. Đừng, không nên. Bây giờ như em bị vậy là em có ba câu hỏi là, thứ nhất là mình giống như Phật giáo người ta nói là ông gia trái chủ họ tới họ tìm mình. Rồi. Thì cái đó là cái nhân duyên. Thì rồi. Mình cũng xác định là mình thôi mình nợ thì mình cũng dám mình làm cái phước rồi mình hồi hướng cho họ. Nhưng mà mình biết rõ ràng. Rồi. Cái thứ hai là không biết là trong Cửu Huyền Thất Tổ mình là em cũng coi nhiều clip của thầy đó, không biết là có ai làm thầy hay không, có ai tu học gì hay không. Rồi. Họ mắc họ quay trở về họ khiến mình về để mình rồi. Tìm thầy hay không, họ chỉ cho mình hay anh không. Anh hỏi rồi tiếp tục hỏi đi. Dạ, cái thứ ba nữa là vô tình mà không có nhân duyên gì trước, cũng chẳng phải trong Cửu Huyền Thất Tổ mình mà họ thấy hạp dông họ theo mình, thì ba cái đó là em cứ phân vân hoài. Dạ. Rồi có thêm một cái ý đó nữa là giống như trong Cửu Huyền thì có ai quay về độ mình hay không, thì em cũng nói là giống như là cái xác của mình đó là có giống như là có thần thánh gì họ tu tập gì họ thấy mình, mặc dù mình không nói là mình cao thượng hay là mình trong sạch gì, mình cũng như sinh hoạt mình vợ chồng bình thường, nhưng mà không biết là họ có thấy mình hạp rồi họ chọn mình hay không, họ thành căn mình hay không này nọ, thì cái đó em cũng đang suy nghĩ phân vân hoài.
À, hồi nãy giờ cái câu hỏi của ông phải không? Dạ. Rồi, bây giờ tôi trả lời câu hỏi của ông luôn nè. Dạ. Ông này nói chuyện nghe cũng bài bản ha, sắp xếp trước anh gặp mình. Dạ. Thứ nhất, anh bị yếm. Dạ. Trong người anh có ma, tao có tà đó. Ha. Anh bị yếm đó. Dạ. Anh bị hại. Cho nên trong người anh mắc kiểm soát. Dạ. Có khi trong người anh bức rứt, khó mà kiểm soát được. Dạ. Thậm chí khi anh nói chuyện với tôi nãy giờ nó gằn gằn trong người anh đó. Dạ. Nó bồn chồn, nó gằn gằn. Dạ. Ừ. Còn mà anh nói về cái vấn đề mà có ai có quyền thất tổ mà theo anh không đó. Dạ. Thì ai cũng có chứ. Dạ. Tất cả những phần khi mà là con người trên mặt đất này, ai cũng có phần linh căn, ông bà để theo hết á. Dạ. Chứ đừng nói người này có, người này không có, không có. Tại chưa đến lúc người ta ẩn, người ta hiện thôi. Dạ. Tức là nhiều đời nhiều kiếp người ta cũng ra mặt để đạo độ con cháu người ta. Dạ. Bởi người ta đều có một câu là của quyền chăm họ. Dạ. Tức là chăm họ vẫn là chung. Ha. Còn trong người anh đó thì tại sao anh như vậy? Dạ. Thì tại trong người anh ngày xưa có một người có tu, người ta theo về, tức là người ta phần căn của anh đó, ta theo về để người ta đi tìm những dắt dẫn dắt anh tới tìm những cái nơi đó. Dạ. Để cho người ta về cái cội nguồn, người ta mừng. Dạ. Người ta gặp những cái nơi thanh tịnh tu hành để người ta mừng, ta dẫn dắt anh về những nơi đó. Dạ. Nhưng mà người ta dẫn dắt anh cái đó về nơi đó, nhưng mà thật sự người ta chưa có hiểu một điều là những nơi đó là những nơi là cực kỳ là phức tạp. Dạ. Và nguy hiểm. Nguy hiểm là ở đâu? Dạ. Nguy hiểm là ở chỗ là khi người thầy đó đó, anh đâu biết người ta luyện tà hay là chánh đạo, người ta hiền hung hay dữ gì đó, anh đâu biết. Người ta chỉ cho uống một ly nước thôi, hay là người ta chỉ cần búng một cái tay thôi. Là tất cả những gì đó anh phải nghe lời người ta hết, và tiền của anh phải đưa cho người ta hết, thậm chí anh không biết đường về nhà luôn. Và cho anh ăn bữa cơm, hay là cho mờ anh một cái bánh, hay là mờ anh một đứa thuốc. Yeah. Hay là cho anh uống ngụm nước gì đó, thì không bao giờ anh quay về với nhà anh nữa. Yeah. Và anh ở đó sẽ làm nô lệ cho người ta. Khi người ta muốn cái gì, người ta chụp anh làm cái đó. Yeah, nguy hiểm. Muốn anh về nhà, người ta muốn anh đau đầu, anh lên gặp người ta hết đau đầu. Yeah. Thì ông thầy nói hay quá, anh đem tiền của cho người ta. Yeah. Cái về nhà lâu lâu làm cái đem tiền của lên tiếp. Yeah. Thậm chí vợ chồng hay là gia đình anh nói không về anh nghe. Yeah. Anh nghe đúng người đó. Yeah. Đó là tôi nói những cái tình trạng hồi nãy mà xảy ra, mà đi anh đi những nơi mà hiểm trở, hay là tìm những cái quyền di, hay là tìm những cái nơi mà linh thiêng. Yeah. Cho nên đó, những người tìm nơi linh thiêng và quyền di tu hành, cẩn thận, tôi nói cẩn thận thôi chứ tôi không nói ai. Yeah. Bây giờ nó lẫn lộn, vàng thao lẫn lộn, và tà chánh nó lộn xộn lu bu lắm. Cho nên đó, tôi khuyên luôn, ở nhà ăn hiền ở lành, tu hiền tự nhiên ta ở nhà đi. Yeah. Cho nên ra ngoài nguy hiểm lắm. Tại vì nó thiệt luôn, tôi đi làm bệnh nhiều nơi tôi biết, và tôi đụng nhiều tôi biết. Yeah. Rất là nguy hiểm. Người thầy người ta tốt thì không nói gì, người ta không tốt lúc đó là sao? Làm sao anh biết được người ta tốt chứ không tốt? Yeah. Anh thấy bề ngoài người ta là hiền lịch sự, người ta đoan trang sáng sủa này kia, đem lòng tin cho người ta, cho anh ăn cái bánh tôi mời miếng bánh thì thôi, ăn vô rồi xong rồi anh biết gì nữa đâu. Yeah. Mắc hết, về ta nhà nó cửa hết trong. Yeah. Tích tắc một giây chứ không phải một phút. Một giây là xong, lột miếng bánh bỏ vô miệng, một giây xong. Yeah. Thay đổi cuộc đời hoàn toàn và tất cả tiêu tan hết trong một giây đó. Cho nên khuyên ở nhà tu hành. Yeah. Tự tu, ăn hiền ở lành, giúp gì cho được cho đời, giúp cho xã hội, giúp được rồi. Anh hỏi về cái gì? Tôi tối cho anh nghe. Anh hỏi về gì? Bây giờ em biết em hỏi gì thì em hỏi là em có cũng ước mơ là hướng thượng á. Em không có mơ tới làm ăn thôi. Nói chung là cái chuyện vật chất làm ăn thì em không nghĩ tới. Em chỉ muốn là nó sống nó có ích cho người ta, với lại mình cảm thấy mình an lạc. Đúng rồi, đừng nghĩ tới. Tại vì biết sao không có đâu. Không giờ có vật chất làm ăn gì. Dạ. Không được. Cuộc sống vậy thôi. Tức là ông sống sao mà cho nó cuộc sống ông thấy nó thoải mái là được. Dạ đúng, chính xác. Chứ còn mà muốn mà tiền của nó kia không dọn được, không có gì. Dạ. Tiền tay này qua tay kia là hết. Dạ đúng, không giờ có. Dạ. Cái số nó gì đó. Dạ. Còn về sau đó thì ông lo ăn hiền ở lành, hay là cái phước đức của ông đó thì ông sẽ có. Dạ. Ông gái tu tu hiền thì được.
Sẽ có nhưng mà trễ. Ông phải trễ, ông nhiêu tuổi rồi? Em năm nay mới 35 tuổi âm. Trời ơi, còn xa vời lắm. Xa vời. 35 mà đó hả? Còn xa vời. Nói chung là bây giờ ông lo làm sao mà thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là ăn hiền ở lành. Cái đó là cũng như cái quan tâm chính của em bây giờ chứ còn thoải mái thì được rồi, chứ còn mà để mà được một cái gì đó thì chắc chắn là không được về cái vật chất hay tiền bạc hay làm ăn gì, không được, không về được. Không giữ được gì hết. Mọi thứ thôi. Ủa cái gối này không biết tạm. Khoan, phủi nó ra này. Dạ. Dạ được có thể. Phủi ra đi. Em đang tính quét luôn. Thôi được rồi. Rồi ngồi đi. Dạ, ngồi như này. Thẳng hai rồi à. Đừng la nghe không? Chờ chờ, mấy bạn này. Cô gâu la kỳ. Trời hồi trước là to con, bây giờ còn chút xíu xíu. Bao nhiêu đi chứ hồi đè nói. Mấy bà vợ em mới coi kêu ngồi xuống, ngồi gần đi. Bà thấy mà nhập rồi bà khoái đó, bà coi kêu cái canh cái tua mấy cái chỗ nào mà nhập á là ông bà coi. Mấy bà này nè, bà khoái đó. Thẳng cái đi. Phong gì ma cho người giống chứ phong gì. Ma cho người nè. Lâu rồi. Nó bị nó rút ra cái đùi chút xíu xíu như nữ vậy. Tại vì trong người ông nữ mà. Thiên linh đó. Nằm xuống đi. Yếm thiên linh hả? Đau không? Đây nè. Đau không? Đây nè. Ở đây nè. Nghe không? Dạ, có nghe cái cặp. Nghe phải không? Đó. Vợ ông đó. Vợ em không thấy thằng. Không, con vợ cho người không á. Vợ cho người không nè. Nè. Nè, thiên linh tới đây nè. Đó. Đâu kìa. Thấy con đâu đừng cuốn. Nghe cái bọc phong. Vợ ông đó. Phá thôi. Chứ không phải là hại gì ông chết. Nè, không có nè. Không có nè. Có nè. Lâu quá rồi. Đứng gì coi, nhẹ lắm đó. Đá rồi ra, đi dọc đi. Cái đó là kiểm soát không được á, lý do cho đó đó. Lắc qua. Cái đó đó. Vợ ma con á. Nhẹ không? Đi dọc đi. Đi vô máu lưu thông ngay chỗ đó. Nhẹ hơn bên kia nhiều không? Nhẹ hơn ha, thoải mái ha, nạp thôi đi. Để coi còn mấy ông mấy vợ là có con rồi đó. Quỷ
Chỗ nó ở nè. Ngồi vậy, chỉ vô. Chỗ vợ mở đó. Chịu à, không đau bằng kia phải không? Không. Cởi áo à. Dạ. Dạ, sau khi thầy Trung tới dành chút thời gian giúp cho em thì em thấy cơ thể nó có khỏe lại chút, tinh thần nó ổn định hơn chút. Dạ. Cũng cảm ơn thầy Trung với lại mấy anh em trong đoàn đã tới giúp đỡ. Nếu mà ai có tình trạng giống như mình thì chủ động gọi số điện thoại cho thầy Trung. Mà gọi chứ đừng có nhắn tin qua mấy mạng xã hội, tại vì bây giờ cũng có một số người họ lợi dụng, họ làm những cái chuyện không có chính đáng. Thì mong mọi người gọi trực tiếp cho thầy Trung, sẽ gặp thầy Trung hoặc là anh Hậu. Dạ.